Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của MacOne. Hiện tại khi mà sử dụng MacBook ngoài chiếc trackpad ra thì các bạn có đang sử dụng con chuột nào ở bên ngoài không? Trước mặt mình đây thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai chiếc Magic Mouse 2 của Apple với màu trắng thì đang có giá là 2.090.000 đồng, màu đen thì đang có giá là 2.690.000 đồng. Tất cả thì là hàng mới 100% nguyên siêu, được bảo hành 1 đổi 1 trong 12 tháng chính hãng Apple. Ok, với mức giá bỏ ra như thế chúng ta sẽ nhận lại được gì? Tìm hiểu cùng mình trong video ngày hôm nay nhé. MacOne số 1 về Mac. Trước mặt các bạn là hai phiên bản màu sắc khác nhau của Magic Mouse 2. Với hai phiên bản này nó chỉ khác nhau về màu sắc thôi, còn tính năng của nó thì sẽ y hệt nhau. Và màu đen này thì nó sẽ có mức giá nhỉnh hơn một chút nhé. Nó sẽ nhỉnh hơn khoảng tầm là 600.000 đồng. Ok, vì nó giống nhau nên mình sẽ đi ngay vào chi tiết của một chiếc thôi. Đầu tiên là về thiết kế của nó thì mình đánh giá khá là cao ở phần thiết kế của Apple với con Magic Mouse 2 này. Mình có thể đánh giá được nó là một trong những con chuột đẹp nhất ở thời điểm hiện tại, với cái thiết kế nó khá là mỏng này. Từng cái đường nét của nó rất là tinh tế. Ở mặt sau này thì chúng ta sẽ có một logo quả táo, một nút nguồn và cảm biến của nó. Và ở đây sẽ có hiển thị thông tin, đó chính là Design by Apple in California và được sản xuất tại Trung Quốc. Và nó sẽ có series của con chuột này ở đây luôn. Và sẽ có thời lượng pin, có dung lượng pin hiển thị là 5V và 1A. Series này thì các bạn cũng có thể check ở trên series của Apple nhé. Và có một cổng Lightning này nữa để chúng ta có thể cắm sạc. Tuy nhiên thì thiết kế này mình đánh giá nó chưa được thông minh cho lắm, bởi vì khi mà sạc thì con chuột của chúng ta sẽ được đặt ngửa lên như này và sạc sẽ cắm ở đây, nhìn nó sẽ rất là vô duyên. Phần bề mặt của con chuột này thì được bao phủ bằng một lớp nhựa mờ, và ở đây thì đều được cả màu trắng và màu đen thì đều được có một cái logo quả táo được in chìm ở đây. Và các bạn có thể nhìn thấy ở con chuột này nó sẽ không có tách biệt là phần chuột phải hay là chuột trái đâu, và cũng không có con lăn, và hoàn toàn nó sẽ dựa trên cảm ứng rất là thông minh, và chúng ta cũng có thể vuốt được như là một chiếc trackpad hoặc một chiếc màn hình cảm ứng ở trên này. Mình sẽ đi sâu ở phần đằng sau nhé. Và Magic Mouse 2 này thì được Apple sản xuất cho nên là mọi cái tối ưu, cái kết nối của nó sẽ rất là nhanh chóng. Đây, mình sẽ có thể thao tác luôn cho các bạn nhìn. Mình chỉ cần gạt nút nguồn lên thôi là nó có thể khả năng là sẽ nhận được luôn. Đó, mình sẽ kết nối luôn với Black Smile. Ok, như thế là xong rồi. Ở trong phần này thì sẽ có rất nhiều tùy chỉnh cho chúng ta. Đầu tiên đó chính là cái thao tác cuộn. Đó, như mình giới thiệu, chúng ta không có con trỏ cho nên là chúng ta có thể cuộn trực tiếp ở trên này. Mình sẽ thử luôn cho các bạn xem nhé. Đó, chúng ta có thể trượt từ đầu đến cuối con chuột này. Nó sẽ cảm ứng đa điểm hoàn toàn trên con chuột này nhé. Ok, tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một vài tính năng nữa. Mình thấy nó hơi chậm nên mình chỉnh cái speed nó nhanh hơn một chút. Đó chính là tính năng Smart Zoom. Khi mà chúng ta có thể double tap vào con chuột này thì nó sẽ zoom lên. Đây, các bạn chỉ cần vào phần cài đặt thì Apple họ đã thiết kế sẵn cái phần giới thiệu trong này rồi. Chúng ta có thể vào đây để xem tùy chỉnh. Đây là phần mà chúng ta vuốt hai ngón tay sang thì nó sẽ chuyển đổi tab hoặc là chuyển đổi những cái ứng dụng cho chúng ta sử dụng. Còn đây là double tap vào hai ngón tay thì nó sẽ sử dụng những cái đa nhiệm mà chúng ta đang sử dụng ở trên màn hình này. Và thời lượng pin là một cái điểm mà mình đánh giá cũng khá là cao ở trên Magic Mouse. Với một lần sạc đầy chúng ta cũng có thể sử dụng được khoảng tầm 3 cho đến 4 tuần. Và sạc thì chúng ta sẽ cùng sạc bằng cổng sạc Lightning giống như ở trên iPhone. Chúng ta sẽ sạc khoảng tầm 1 tiếng rưỡi là con chuột này sẽ đầy pin thoải mái cho chúng ta sử dụng. Và về thời lượng chai pin có chai hay không thì mình đánh giá là không, cũng giống như AirPods hôm trước mình đánh giá cho các bạn rồi ấy. Thì những cái thiết bị phụ kiện này thì cái độ chai pin của nó rất là ít, gần như chúng ta khó lòng mà có thể nhận ra được. Và nếu mà hết pin thì chúng ta vẫn có thể sạc được mà, đúng không nào? Và pin của Magic Mouse 2 thì là pin liền nha các bạn. Với pin của Magic Mouse 1 thì rất là thủ công, chúng ta phải bóc ở đây ra và thay pin con thỏ, con én ví dụ thế vào, nó rất là, mình thấy nó rất là không công nghệ. Và với Magic Mouse 2 chúng ta chỉ cần cắm sạc ở đây thôi là máy có thể được sạc rồi. Và nói về cảm nhận của mình một chút thì với con chuột này một số cái điểm mạnh vừa rồi mình khen khá là nhiều. Tuy nhiên có một điểm mà mình thấy nó chưa được ưng ý lắm, bởi vì con chuột này chính vì nó mỏng nó đẹp như thế nên là cái cảm giác cầm của chúng ta nó khá là mỏi tay khi mà chúng ta phải sử dụng trong một buổi làm việc. Đây, mình các bạn có thể thấy tay mình khá là to, và khi mình để vào như này thì tay mình gần như là nó song song với mặt bàn, nó không có một cái độ nổi khối như con chuột tròn. Chúng ta sẽ ôm nó sẽ đỡ mỏi tay hơn, và nó sẽ thực sự là chỉ phù hợp với những ai mà chúng ta làm văn phòng cần một cái thiết kế đẹp, hoặc là chúng ta decor cái góc làm việc của chúng ta thôi. Còn đặc biệt nó sẽ không phù hợp với những ai mà chúng ta chơi game hoặc là vẽ, bởi vì khi mà chơi game chúng ta cần rất nhiều cái thao tác nhanh, và vẽ thì cũng thế, vẽ thì chúng ta cần chi tiết nhiều hơn. Và nếu mà sử dụng một con chuột mỏng dài như thế này thì nó sẽ rất là hạn chế trong việc thao tác của chúng ta. Ok, vậy là mình đã trên tay nhanh cho các bạn hai sản phẩm Magic Mouse 2 của Apple, và nó có thực sự phù hợp với các bạn không? Comment xuống bên dưới để cho chúng mình được biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.